chào cộng đoàn Dân Chúa và đặc biệt là quý vị khán thính giả của chương trình Dân Chúa Đời Con. Hôm nay chúng con xin được chia sẻ về một trong ba mệnh lệnh Fatima, đó là siêng năng lần hạt mân côi. Con là nữ tu Teresa Nguyễn Thùy Trang thuộc dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. Như chúng ta biết là Đức Mẹ hiện ra ở Fatima bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 và trong vòng 6 tháng liền cho tới ngày 13 tháng 10 thì Đức Mẹ nói với ba trẻ nhỏ về ba mệnh lệnh Fatima. Thì một trong những ba mệnh lệnh Fatima đó là siêng năng lần hạt mân côi. Thì có nhiều người nói với con là đâu có giờ đâu để mà lần hạt mân côi một chuỗi 50 kinh tốn giờ hết 20 phút hoặc là nửa tiếng. Chúng ta có rất là nhiều cái phương cách để chúng ta có thể lần chuỗi mân côi. Nếu như chúng ta không có thể ngồi một lúc, chúng ta không có thể có giờ để ngồi 15 phút hoặc 20 phút trong ngày để lần một chuỗi mân côi 50 kinh, thì chúng ta có thể chia ra sáng chúng ta đọc 10 kinh, trưa chúng ta đọc 10 kinh, rồi tối chúng ta đọc. Thì tùy, không nhất thiết là phải đọc cùng một lúc với nhau nếu như chúng ta không có giờ. Và hơn thế nữa là chúng ta có thể khi mà đứng xếp hàng ở ngoài chờ đi chợ, hoặc là đứng bị kẹt xe, hoặc là đi ngoài đường, chúng ta có thể lần chuỗi mân côi khi vui, khi buồn, khi chúng ta gặp tất cả những thử thách trong cuộc sống. Lời kinh mân côi là một lời kinh mà được rất là nhiều các vị thánh yêu thích. Và qua cái lời kinh mân côi, chúng ta được gần gũi với Mẹ và với Chúa. Và kinh mân côi nó như là một cái bản tóm tắt tin mừng về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta đọc kinh mân côi đó, chúng ta lần hạt, thì chúng ta cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô là con của Mẹ. Cho nên con rất là kêu gọi khuyến khích chúng ta lần chuỗi mân côi, bởi vì nó rất là đặc biệt, có biết bao nhiêu những cái cần thiết. Nhưng Đức Mẹ đưa cái việc mà siêng năng lần chuỗi mân côi vô trong cái lần hiện ra với ba trẻ để nói về cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng khi chúng ta lần chuỗi kinh mân côi. Và chúng ta thấy không chỉ có đơn giản, kinh mân côi nó giúp cho biết bao nhiêu người công giáo giữ đạo và sống đạo. Có nhiều giáo xứ không có linh mục, hoặc là những thời chiến tranh loạn lạc chúng ta không có thánh lễ, thì kinh mân côi đã giúp cho họ sống đạo và giữ đạo là một người con của Chúa. Và như Thánh Alfonso có nói đó, là nếu mà chúng ta đến với Mẹ thì Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa. Và như là Đức Thánh, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị rồi, khi mà kỷ niệm 25 năm trong cái ngôi Giáo Hoàng của Ngài, thì Ngài viết một cái tông thơ đặc biệt về Kinh Mân Côi. Thì ở ngày cái Kinh ở Vatican sẽ ra là 16 tháng 10 năm 2002, là khởi đầu năm thứ 25 triều đại Giáo Hoàng của tôi. Thì Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo, bây giờ là Thánh Gioan Paulo Đệ Nhị, Ngài viết ra cái tông thơ này về cái kinh mân côi, về Đức Mẹ, rất là tuyệt vời. Và từ năm 2002 tới bây giờ, nếu như chúng ta chưa có cơ hội đọc qua cái tông thơ này, thì con rất là khuyến khích cộng đoàn chúng ta đọc, hoặc chúng ta có thể nghe trên đài cũng được, nói về, đọc về cái tông thơ này. Thì trong đó Ngài nói là cái kinh mân côi này đó, là như hồi nãy con nói, có được rất là vô vàn các thánh và đã được huấn luyện, và vô vàn các thánh yêu mến cái lời kinh này và đã được huấn quyền, khuyến khích, có nghĩa là giáo hội chúng ta khuyến khích đọc cái kinh mân côi này. Và cái kinh mân côi này đó là chúng ta đi vào cái trọng tâm của toàn bộ tin mừng. Như hồi nãy con nói, nó như là một cái bản tóm tắt tin mừng mà chúng ta đi vô cuộc đời của Chúa Giê-xu. Rồi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 8 thì Ngài có nói là kinh mân côi như một vũ khí thiêng liêng hữu hiệu chống lại sự dữ đang phương hại đến xã hội. Có nghĩa là Ngài nói là cái kinh mân côi này nó như là một cái vũ khí thiêng liêng để giúp cho mỗi người con của chúng ta trong giáo hội, để chúng ta chiến đấu với tất cả những cái gì thử thách trong cuộc sống của chúng ta. Thì như Ngài nói đó, con đọc lại, kinh mân côi như một vũ khí thiêng liêng hữu hiệu chống lại sự dữ đang phương hại đến xã hội. Và chúng ta thấy cái một trong những cái mà xã hội của chúng ta ngày hôm nay đang bị, đó là một cái chiến tranh ngay giữa trong gia đình. Và như trong cái tông thơ Đức Thánh Giáo Hoàng có nói, gia đình rất là quan trọng, và gia đình là cái tế bào của xã hội. Cho nên nếu như mà gia đình mà bị hủy hoại, thì cái tế bào, một cái tế bào quan trọng của giáo hội của chúng ta đã bị hủy hoại. Cho nên vì vậy, Ngài kêu gọi chúng ta trong tất cả các gia đình, chúng ta hãy làm cho kinh mân côi sống động lại trong gia đình của chúng ta. Như hồi nãy con nói là nếu như các gia đình mà có các em nhỏ, chúng ta không có thể đọc 50 kinh cùng một lúc được, thì khi mà đọc chung với các em trong cái buổi giờ tối kinh gia đình đó, thì rất là quan trọng khi kinh tối chúng ta có thể đọc
3 kinh, chúng ta có thể đọc 10 kinh và từ từ thì chúng ta đọc thành 50 kinh. Và như vậy sẽ giúp cho các em có một cái đời sống nội tâm cũng như là cái sự chiêm niệm. Như hồi nãy con nói là cùng với mẹ Maria chúng ta chiêm niệm cũng như là chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô qua kinh Mân Côi. Và tất cả trong cái tông thơ này đó là nói về kinh Mân Côi. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngài có nói là kinh Mân Côi đó là cái lời kinh có một chỗ đứng rất là quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi. Ngài đã nói như vậy là chúng ta đã hiểu được là đối với ngài cái kinh Mân Côi nó rất là quan trọng. Và trong cái triều đại giáo hoàng của ngài thì ngài nói là tất cả nhiều lần ngài đến với Đức Mẹ để dâng lên Đức Mẹ qua kinh Mân Côi, và cái kinh Mân Côi đó giúp ngài dâng lên Mẹ để Mẹ dâng lên Chúa tất cả những lo âu, tất cả những thử thách khó khăn trong giáo hội. Và khi ngài đến với Chúa qua cái kinh Mân Côi đó, và ngài cũng muốn kêu gọi chúng ta để chúng ta cùng đọc cái kinh Mân Côi với ngài. Và chúng ta khi mà cái kinh Mân Côi này đó, như hồi nãy con nói là chúng ta cùng với Mẹ, chúng ta chiêm ngưỡng cái dung nhan của Chúa Kitô. Và khi mà các thánh đều có nói về cái kinh Mân Côi, và chúng ta thấy là Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận ngài có nói là các thánh thì nên thánh có nhiều con đường khác nhau lắm, nhưng mà có một điểm rất là chung của các thánh, đó là họ có lòng yêu mến mẹ Maria. Cho nên nếu chúng ta có lòng yêu mến mẹ Maria, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, thì chúng ta sẽ một ngày chúng ta sẽ được là thánh. Và như thánh Bonaventure ngài có nói, nếu chúng ta đọc kinh Mân Côi, chúng ta chào Đức Mẹ bằng kinh kính mừng, thì mẹ Maria sẽ chào lại chúng ta bằng nhiều vô vàn ân phúc từ trên trời xuống cho mỗi người chúng ta. Và con xin chia sẻ là ngày xưa khi con còn bé, thì bố con hay ba của con hay dạy cho con là phải yêu mến Đức Mẹ. Nhưng mà khi mà còn bé thì không biết là dạy làm sao để mà có thể cho con biết được là yêu mến Đức Mẹ. Thì ba con có dùng một cái ví dụ mà cho tới bây giờ con vẫn còn nhớ, khi mỗi lần con chạy tới với Đức Mẹ, là ba con có chia sẻ là khi con thấy ở trong gia đình không, nếu mà có những cái chuyện gì con muốn xin, con hay đến với Mẹ, con xin Mẹ trước. Rồi từ đó Mẹ sẽ tìm những cái giờ nào mà gọi là vui thì Mẹ sẽ là người xin với cho ba thay cho con. Thì cái lời xin đó nó nhẹ nhàng và thường là ba con sẽ cho nếu như Mẹ con xin. Cho nên qua cái đó nó dạy cho con là dù ai đi đường nào cũng được, nhưng mà đến với mẹ Maria nó là con đường ngắn nhất, con đường dễ dàng nhất và con đường chắc chắn nhất để về trời. Cho nên qua cái ví dụ mà ba con dạy thì con thường hay đến với Đức Mẹ khi con cầu xin, khi con vui, khi con buồn, khi con gặp thử thách, khi con gặp khó khăn, thì con đến với mẹ Maria qua kinh Mân Côi để xin Mẹ làm cho cái lời cầu nguyện đó. Bởi vì Mẹ biết là Chúa sẽ cần, Chúa sẽ khi mà cái lời nguyện đó làm cách nào để đẹp lòng Chúa, cho nên Mẹ sẽ làm cho cái lời nguyện đó đẹp lòng Chúa để Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Và như hồi nãy con nói đó là tất cả những cái kinh ở trong đây nói về cái kinh Mân Côi rất là tuyệt vời vô cùng. Thì trong đó ngài cũng có nói qua một chỗ là cái kinh Mân Côi thì nó rất là quen thuộc, nhưng nó đem lại nhiều hoa quả thiêng liêng, giáo dục cho đời sống chiêm niệm cũng như là chiêm ngưỡng cá nhân, đào tạo dân Chúa và công cuộc phúc âm hóa mới. Cho nên nếu như chúng ta không chỉ đơn giản đọc kinh Mân Côi rồi chúng ta chỉ thấy là một chuỗi chàng kinh Mân Côi không như vậy thôi, thì con rất là khuyến khích nếu mà chúng ta đi đâu chúng ta nên giữ chuỗi Mân Côi. Chúng ta có thể đeo trên cổ, chúng ta có thể giữ trong túi, hoặc chúng ta có thể giữ trong ví của mình. Bởi vì có rất 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 là nhiều phép lạ qua kinh Mân Côi mà con không có giờ chia sẻ ở đây với chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta, cái điều quan trọng là khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, chúng ta sẽ cảm thấy được sự bình an trong tâm hồn. Và cái đó là cái sự quan trọng nhất. Nếu như chúng ta có được sự bình an đó, chúng ta sẽ chia sẻ cho những người chung quanh mình, cũng như là những người chúng ta được chung sống. Cho nên nếu chúng ta tới với Chúa qua mẹ Maria thì đây là con đường tuyệt hảo nhất. Mà đến với mẹ Maria, chúng ta cùng với Thần Thánh chúc tụng mẹ qua kinh Mân Côi, và để qua mẹ chúng ta đến với Chúa. Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn, và xin chúng ta cùng hiệp thông với nhau qua lời kinh Mân Côi để cùng với nhau. Và qua mẹ, mẹ sẽ dẫn chúng ta tới con của mẹ là Chúa Giê-xu.